Han Sun-hwa, nữ thần K-pop Gen 2, lộ ảnh cưới với tài tử xấu lạ của Goblin. Cư dân mạng xứ Hàn không khỏi hoang mang trước loạt ảnh cưới của mỹ nhân Han Sun-hwa, cựu thành viên nhóm nhạc đình đám Secret. Nhắc đến dạng mỹ nhân Gen 2 của làng giải trí xứ Hàn, thật thiếu sót khi bỏ quên Han Sun-hwa. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp ngây thơ, nhưng lại gây ấn tượng với body nóng bỏng sexy và từng là biểu tượng nhan sắc hot hòn hòn của K-pop những năm 2010. Sau khi rời nhóm, nữ idol sinh năm 1990 đã chuyển hướng diễn xuất, tham gia hàng loạt bộ phim lớn nhỏ. Được biết, trong suốt 12 năm hoạt động nghệ thuật, Han Sun-hwa chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Thế nhưng mới đây nhất, cô khiến dân tình sốc nặng khi công khai ảnh cưới và ngã đầu tựa vai tình tứ với một người đàn ông. Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã khiến cư dân mạng nháo nhào xôn xao bàn tán. Thậm chí thông tin này còn leo lên cả vị trí top 1 trên cổng thông tin Naver. Nhiều người cho rằng, nữ thần K-pop đã bí mật hẹn hò và đi đến hôn nhân. Đáng chú ý, chú rể lại là nam diễn viên xấu lạ hơn cô 7 tuổi, So Hyun-sik. Anh chàng từng tham gia một vai nhỏ trong bộ phim đình đám Goblin. Với ngoại hình chênh lệch hoàn toàn với nữ thần đình đám một thời của K-pop, Han Sun-hwa, So Hyun-sik nhận về nhiều gièm pha. Thế nhưng sự thật đã khiến dân tình ngã ngửa. Hóa ra đó là ảnh hậu trường của bộ phim Gunnen. Trong phim, cô và nam diễn viên So Hyun-sik sẽ đóng vai một cặp vợ chồng. Fan không khỏi thích thú và ngóng chờ màn tương tác của cặp đôi đũa lệch này. Han Sun-hwa sinh năm 1990, cô từng ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng trong nhóm nhạc 4 thành viên mang tên Secret vào năm 2009. Thời điểm đó, Secret là nhóm nhạc hiếm hoi theo đuổi hình tượng gợi cảm. Không chỉ có ngoại hình thu hút, nhóm còn gây ấn tượng nhờ khả năng hát live tốt, kể cả khi thực hiện vũ đạo khó nhằn. Các bài hit Madonna, Love In Move, Starboy, Starlight Moonlight, Poison, Talk That của Secret luôn đạt được vị trí cao trên bảng xếp hạng nhạc số. Đảm nhận vị trí visual, Han Sun-hwa thường xuyên được khen ngợi là một trong những nữ ca sĩ thu hút nhất showbiz Hàn giai đoạn 2009-2011. Khán giả xứ Kim chỉ yêu thích ngũ quan thanh tú và làn da được ví trắng như sữa của cô. Bên cạnh đó, giọng hát của cô cũng gây ấn tượng. Khi nhóm đang trên đà phát triển, Han Sun-hwa lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2010. Thời điểm đó, cô bị chê diễn đơ, biểu cảm một màu và đài từ kém. Tuy nhiên, Han Sun-hwa không từ bỏ mà cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất trong những bộ phim tiếp theo như Gossip, 14 Days, Rosy Lover, Radiant Office, Chase Me High. Sau hàng loạt nỗ lực, Han Sun-hwa đã được trao giải diễn viên mới triển vọng nhờ vào màn thể hiện tiến bộ vượt bậc. Bên cạnh đó, ngôi sao sinh năm 1990 trở thành một trong những thần tượng được yêu thích nhất nhờ tham gia show truyền hình Invincible Youth 2009-2010 cùng Guhara, Hyuna, Hyomin, Tiara, Nasha, Bass, Shinee và Yuri SNSD. Khi chương trình lên sóng, Han Sun-hwa được công chúng gọi bằng biệt danh tờ giấy trắng nhờ tính cách ngây thơ, vui vẻ và có phần hơi ngốc nghếch. Có thể nói, giai đoạn tham gia Invincible Youth chính là thời kỳ đỉnh cao danh tiếng của Han Sun-hwa, giúp cô sánh vai với những thần tượng hạng A như SNSD, Guhara hay Hyuna Suzy. Không biết khán giả còn gọi Han Sun-hwa bằng biệt danh nữ thần. Sau chương trình, nhóm G7, tức 7 nữ thần tượng tham gia show, trở thành nhóm bạn thân. Các cô gái luôn cổ vũ các sản phẩm âm nhạc của thành viên trong nhóm cũng như tụ tập mỗi khi có thời gian. Tháng 10 năm 2016, hợp đồng của Han Sun-hwa với TS Entertainment, công ty quản lý của Secret hết hạn. Cô quyết định rời Secret để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. 4 năm qua, người đẹp 30 tuổi tham gia các show giải trí, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện có liên quan đến âm nhạc và dành phần lớn thời gian để đóng phim. Nửa cuối năm 2019, tên tuổi Han Sun-hwa một lần nữa nóng lại trên các diễn đàn ở Hàn Quốc nhờ sự xuất hiện của em trai cô, nam ca sĩ Han Seung-woo. Thời gian đó, Han Seung-woo tham gia show Sống Còn, Produce 101 và nằm trong top 3 thí sinh có lượng fan lớn nhất. Dân mạng dành nhiều lời khen cho hai chị em họ Han, cho rằng cả hai đều có ngoại hình nổi bật và kỹ năng ca hát vũ đạo toàn diện.